Chào các bạn, đến với clip hôm nay thì shop xin giới thiệu đến các bạn chiếc kính cảm ứng của chiếc điện thoại Xiaomi Mi 5S, hoặc xài chung với chiếc điện thoại Xiaomi Mi A1 luôn ha các bạn. Hai chiếc điện thoại này nó xài chung cảm ứng. Thì chiếc kính cảm ứng này đang có mặt tại shop phạmgiaomobile.com, dịch vụ sửa chữa cài đặt điện thoại thành phố Hồ Chí Minh. Và ở đây thì shop đang có sẵn và có hai màu, màu trắng và màu đen. Và một số trường hợp mà các bạn nên đi thay kính, như là các bạn trong quá trình xài các bạn vô tình làm rớt hay là va chạm máy với một vật thể nào đó thì chiếc kính của mình sẽ bị bể hoặc là bị loạn, thì các bạn nên đi thay để hoàn thiện chiếc máy của mình hơn. Thì các bạn có thể đến với shop Phạm Gia Mobile thì shop sẽ thay cho các bạn. Thì trong quá trình thay thì các nhân viên kỹ thuật sẽ không làm gì ảnh hưởng đến các bộ phận khác bên trong của máy. Và quá trình thay mà chỉ mất trong vòng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thì các nhân viên kỹ thuật sẽ thay xong cho các bạn, nên các bạn cứ yên tâm. Và xin giới thiệu lại với các bạn, đây là chiếc kính cảm ứng của chiếc điện thoại Xiaomi Mi 5S hay là Mi A1. Và nếu như các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể liên hệ với trang web phạmgiaomobile.com hoặc số điện thoại 0933 189819. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip. Chúc các bạn một ngày làm việc thật tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại.